mẹ con nói mỗi ngày hay thỉnh thoảng uống một chén rượu, chén rất nhỏ sẽ rất tốt cho sức khỏe và đỡ được bệnh đau lưng. Và có tra trên mạng cũng có một số loại rượu uống vào chữa bệnh, nếu con uống chỉ để tốt cho sức khỏe thì có phạm giới hay không? Thưa quý vị đó, rượu thì nó cũng có rượu thuốc, và điều này trong luật tạng thì cũng có nói, đó là cũng có nói tới ha. Thì trong trường hợp mà bệnh mà uống rượu á, với cái mục đích là để chữa bệnh thì có phạm giới, nhưng mà cái việc phạm giới này nó rất là nhỏ ha, cái việc phạm giới nó rất là nhỏ, nhưng mà nhỏ thì nó cũng là phạm giới. Nên nhớ, giống như chúng ta bị một cây kim nó đâm vào người thì nó là nhỏ, mình nó không phải vì cây kim nó nhỏ mà chúng ta coi thường cây kim nó đâm vào người, mà chúng ta đòi phải ví dụ như một cái xà beng, một cái liềm, một cái con dao hoặc một cái xe mà nó đâm vào người thì chúng ta mới tính nó là đâm. Còn một cây kim nó đâm vào người chúng ta không tính nó là đâm thì cũng không phải ha. Thì cái nghiệp á, dù cho nó là nhỏ thì nó cũng là nghiệp, nghiệp bất thiện dù là nhỏ thì cũng là nghiệp bất thiện. Đừng bao giờ coi thường điều thiện nhỏ đó, nghĩ rằng nó không đến mình, như nước nhỏ từng giọt lâu dần cũng đầy bình đó. Đó, chúng sanh là chịu đau khổ do chất chứa dần dà, cho nên phạm thì có phạm, nhưng mà cái nghiệp á, là cái nghiệp nhỏ do chúng ta uống vì mục đích chữa bệnh. Còn để mà uống vì mục đích chữa bệnh mà nó không có phạm giới á, thì cái rượu đó phải được chế biến để nó mất đi cái mùi vị của rượu và mất đi cái chuyện mà làm cho nó say. Ví dụ như một số cái loại thực phẩm á, như là tôm hấp bia chẳng hạn, xin ví dụ như vậy, thì họ chế biến như thế nào đó mà khi mà chúng ta ăn chúng ta không còn nghe cái mùi bia nữa đó, và khi ăn như thế thì nó cũng không có say, nó mất đi cái tác dụng vốn có của bia rượu rồi, thì như thế thì chúng ta sẽ không có phạm giới ha.